Và hết giờ. Đó không phải là tiếng còi thổi hết giờ của trọng tài người Oman. Vâng, Siafri và các cộng sự đã ăn mừng hơi sớm. Đó chưa phải là tiếng còi kết thúc trận đấu. Quả đá phạt cho U22 Thái Lan. Goal! 2-2! 2-2 ở những giây bù giờ cuối cùng sau khi Siafri và các cộng sự ăn mừng. Quá nghiệt ngã với U22 Indonesia. Họ đã ăn mừng sớm và bây giờ phải chứng kiến đối thủ ăn mừng. Yosakon, tiền đạo vào sân thay người đã ghi bàn. Xuất phát từ một tình huống cố định, một pha không chiến và Yosakon đã chớp thời cơ rất nhanh. Sự tập trung của các cầu thủ Indonesia đã không được duy trì đến những giây cuối cùng, những giây phút quan trọng nhất. Quá kịch tính với trận chung kết SEA Games 32. Ở phút 90+9, Yosakon đã quân bình tỷ số 2-2. Giờ thì lực lượng an ninh đang phải can thiệp. Đã có những sự mất trật tự. Những cầu thủ U22 Thái Lan đã ăn mừng sang khu vực các cầu thủ dự bị của Indonesia. Và bây giờ thì trọng tài Oman đã chính thức đổi còi khép lại hai hiệp chính trận chung kết bóng đá SEA Games giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Một trận đấu hết sức kịch tính. Sống chạy, khá mạo hiểm. Irfan, bóng đến chân của Irfan đối mặt. Vào! 3-2 cho U22 Indonesia. Tỷ số 3-2 đã lặp lại giống như trong trận bán kết. Đã có xô xát, đã có bạo lực xảy ra ở bên ngoài biên đường biên. Hành động rất không đẹp. Nhiều những cầu thủ đã lao vào nhau, trong đó có cả thủ môn của Thái Lan và trung vệ cơ mang của Indonesia. Không thể tin nổi. Trận chung kết SEA Games 32 đang trở thành một cuộc bạo loạn. Bạo lực đã xảy ra trên sân cỏ Đông Nam Á. Chúng ta thường thấy điều này ở các giải trong nước của Indonesia, chứ chưa bao giờ thấy nó ở một sân chơi khu vực như SEA Games. Giờ thì một người trong ban huấn luyện của Indonesia thậm chí đã đổ máu. Đây thực sự là một hành vi quá thiếu tôn trọng với nước chủ nhà và với cả những quốc gia tham dự SEA Games. Một lần nữa chúng ta xem lại pha xử lý rất hay của Irfan, nhưng nó đã bị lu mờ bởi những hành vi ở bên ngoài.
chắn là cần phải có nhiều án kỷ luật dành cho cả Indonesia và Thái Lan, vì họ đã không thể quản lý được những cầu thủ ở bên ngoài, những cái đầu quá nóng và chỉ chờ cơ hội để bộc phát. Trận đấu đang chưa thể tiếp tục. Thẻ đỏ đã được trọng tài cầm sẵn ở trên tay. Một trong hai người sẽ phải nhận thẻ đỏ sẽ là thủ môn của U22 Thái Lan, Sopongwit. Thẻ đỏ đầu tiên dành cho Cô Mang và thẻ đỏ thứ hai dành cho Sopongwit. Hai người đã trực tiếp tham gia vào một bộ môn võ thuật chứ thay vì bóng đá. Một hành động bộc phát một cách rất sai lầm và nó ảnh hưởng rất nhiều đến thể diện của quốc gia. Trọng tài đang gọi cả những người trong ban huấn luyện của cả hai đội lại. Thẻ đỏ dành cho những trợ lý bên phía đội tuyển U22 Thái Lan. Trọng tài chính vẫn đang tìm nhân vật chính xác phải nhận án phạt của mình. Một ngày làm việc vất vả của ông Mata Kasim. Chỉ riêng với các cầu thủ thôi, trọng tài này đã rút ra đến 10 tấm thẻ vàng, 2 tấm thẻ đỏ. Và bây giờ ông đang tìm đối tượng tiếp theo ở trên ban huấn luyện của Thái Lan, của Indonesia để rút ra tấm thẻ đỏ. Đây là nạn nhân của một tình huống bạo lực rất rõ trên màn ảnh. Chắc chắn là nó xuất phát từ bàn gỡ hòa hai đều của U22 Thái Lan. Rõ là 4 tấm thẻ đỏ được dành cho những quan chức nào trong đội ngũ huấn luyện của cả hai đội. Sẽ là không đẹp một chút nào khi những hình ảnh này đến với truyền thông quốc tế. Kết thúc trong một tinh thần thể thao hoàn toàn thượng võ, nhưng bây giờ thì ông đang cố gắng chia sẻ với các huấn luyện viên với hy vọng rằng họ sẽ trấn an được các cầu thủ để cho trận đấu được tiếp tục diễn ra. Mười thẻ vàng và năm thẻ đỏ đã được trọng tài Mata Kasim rút ra trong trận đấu này.